Vụ việc nóng vừa xảy ra vào rạng sáng qua khi các hiệp sĩ SPC Biên Hòa nhận thông tin có một gia đình bị hại ở khu vực phường Long Bình Tân báo nhà mới bị đột nhập các lớp khóa cổng, khóa cửa, khóa thắng đĩa, lấy đi một xe máy đắt tiền, hai laptop cùng nhiều tài sản khác nên cử các thành viên phối hợp cùng công an điều tra truy tìm đối tượng. Trong lúc cùng cảnh sát hình sự Biên Hòa phối hợp tuần tra, đội phát hiện một đối tượng nghi vấn đang trên đường đem tài sản đi cất giấu nên ập tới khống chế. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trần Đức Lâm, 31 tuổi, trú phường Long Bình, có hai tiền án về tội trộm cắp. Trong số các vật dụng hắn mang theo để hành nghề nhập nhà, có chai nước không màu dạng thuốc mê. Thủ đoạn của đối tượng là dùng nhang để chấm vào thuốc mê, sau đó dùng quẹt khò để đốt tạo khối rồi cắm vào một cái hũ có dây ống dẫn ra để nhét vào cửa sổ. Ngồi bên ngoài, đối tượng sẽ bóp hơi để khối đi vào phòng, khiến các bị hại mê mệt không biết gì, sau đó phát khóa đột nhập vào dòng sạch tài sản.